Sang được không? Ghe mời người ta mua rồi còn ghe thả thí được không? Tắt thủy được không? Được không? Được không? Được không? Thủy được không? À, tâm phụ bằng thả thí được không? Sáng nha. Đúng rồi, họ được không? Mở cửa đi. Ngon cái hủ tầm thời hủ tầm thời cũng được, bởi vì nó cảnh đây ở xã. Nó cảnh nó ở xã cho nên sao nó bánh được cái sao không được cái nó là tâm sân. Độ mà cái nai cảnh nó là họ xả thì nó cũng hoàn được rồi, cho nên cái hữu tần là họ thủy vẫn được cái đường để từ xả qua thủy thì dễ thì khó lỗ này có bao nhiêu sanh na không khách mấy trăm mười mà mười là sao đó bao nhiêu cái tầm đất cái gì? Bốn hàng.
Cảnh trong đoạn này là cảnh gì? Rồi chúng ta qua trường hợp thứ ba.
lỗ này có được xét năng tâm là mấy sát na không cách hả thì giờ nó sát na không cách bao nhiêu nước tâm mấy 28 nước tâm cách có cho mấy người mấy tám mươi người bố bà bố bố bà có bao nhiêu hỏi tâm ngũ phần là tâm một trong mười lăm tâm tâm ngũ phần là một trong mười lăm tâm ngũ phần lục giới và sắc giới lộ ra lộ cái cảnh trong cái lộ tâm này là cảnh gì cảnh rất rõ cảnh rõ rồi trường hợp thứ năm nói trường hợp thứ tư nếu mà độ con bé cái đó không được sân á thì nó chỉ có mấy ăn người như thế chỉ cho sáu người thôi thôi được rồi mấy mười một có dùng nhưng mà nếu cũng còn khác ở mấy cõi nếu không khách thì có bảy cõi thôi nha cảnh của lộ này là cảnh lớn và cảnh đất tức là cảnh rõ rõ và cảnh đất rõ và cảnh rõ rồi chúng ta nói phần thứ năm giống như kia thôi
lộ đề nó sáng năm bằng cách có tám sáng năm bằng cách có ba thứ bằng cách có cho mấy hàng người có nhận là gì? Sơ quả nhiều quả có cho bốn mươi người là hai phần cao sơ quả nhiều quả có trong bảy quả vui lục giới bảy tâm của phần là một trong bốn tâm đại quả tòa thủy đến đây chú hàng trải qua hàng ngàn của phần sinh khởi trải qua hàng ngàn của phần sinh khởi tiếp theo là lộ định nghĩa chính sách định nghĩa cảnh sát phải lộ này bắt cảnh là chế định nên không có na cảnh phải vì chế định là cảnh không có thức tính nên tâm động lực không có sự níu kéo cảnh chánh lộ định nghĩa có ba trường hợp nhất thứ nhất là độ định nghĩa có động lực không có động lực sân
Cái loại định nghĩa này nó có nó cũng có trong cái cõi sắc giới được, hình như là vậy. Bạn tiên mình nhìn thấy Đức Thế Tôn là nghĩa ngay đây là hình ảnh Đức Thế Tôn, biết ngay cái nghĩa là Đức Thế Tôn mặc là nhìn thấy vậy tánh chân nhân, biết ngay cái tánh chân nhân đó là từ nghĩa, rồi sau đó mới có tên nạp à đây là vị tánh chân nhân, đó là Phật, đây là ngài một kiều viên quân. Như trường hợp mà ngài Xá Lợi Phất đấy, trước khi viên Phật đi nhị đại bằng viên sau tí xuống đánh lễ thế rồi cuối canh đầu thì cứ đại dương, canh giữa thì là viên Phật đến tích, rồi canh cuối là phạm đi sau tí xuống thì cũng nhìn trong định nghĩa là ngài Xá Lợi Phất là sắp viên Phật cho nên là xuống đánh lễ đường cuối, đó là cái nghĩa, cái nghĩa là sắc viên Phật, rồi cái định danh là ngài Xá Lợi Phất sắc viên Phật, cái tên thì bởi vì cái tên Xá Lợi Phất đó chẳng qua là cái danh chế định thôi, còn thực chất đó là vẫn cứ là ngũ uẩn, cái thực chất pháp đó là ngũ uẩn, còn cái tên là cái chế định, cái định nghĩa trước là vị này sắc viên Phật. À, cái định nghĩa ai là sắc viên Phật, ngài Xá Lợi Phất sắc viên Phật, cái đó là định danh, nhà này đang là cái đầu định nghĩa mà à, lộ này có được kia đây, lộ này có được tám sắc na tâm thức. Bán gì đó, ông này sẵn ghét lại,
cơm trong ngon tôi bán một dê à. Ngày nó thì cứ vậy đi, đem nó tới chợ mở ra toàn con dê không. Cái mới khỏe hồn người ta mới xuống thì bây giờ về sẽ mỗi ngày đi thế về về đó một mặt ngày sáng tôi mới đi ngồi với con mới họ bảo ngày nhà ta hỏi đi con hỏi chứ sáng làm gì con đi gánh táo mua bán rồi con nói con về chứ giờ con bán gì con bán cái táo à thì vừa bán đi về cái con về biết được táo à đó là một cái nụ cười đó cái nụ cười máy móc đó mà con đây là cái nghĩa kế định định nghĩa rồi thì nó không có là máy móc được nó phải có cái nguyên nhân của nụ cười trong cái cười nó chỉ có cái phần cái cười là luôn luôn có nguyên nhân và cái cười luôn luôn có nguyên nhân có nguyên nhân đâu phải là tâm xuất yếu đâu. Chỉ là cái nụ cười máy móc nó mới là tâm xuất yếu, còn cái nụ cười có nguyên nhân không phải tâm xuất yếu. Còn này định nghĩa có nguyên nhân thì không phải có tâm xuất yếu. Cho nên mới trừ động lực trừ đi tâm sinh hai tâm sinh cái tâm xuất yếu. Cả hai cái tâm lực trừ ba còn là 26 á. Lý do giải thích tại sao là 26 tâm. Rồi. Lộ đề có trong bao nhiêu cõi? Rồi có trong bao nhiêu cõi? Dạ, có bao nhiêu cõi? 26 cõi. 26 cõi. Bao nhiêu cõi dục mà bao nhiêu cõi sẽ chết? 15 cõi sẽ chết nha. Có 26 cõi còn có 15 cõi sắc giới hữu tưởng và 7 11 cõi vui 11 cõi dục giới. Có cho mấy hai người. Đây là cái họ mà thấy một người tự nhiên ghét á. Thấy người tự nhiên cái ghét á. Mặc dù không làm gì mình chưa nghe nói luôn nó ghét rồi. Có nhiều người tự nhiên thấy con chó vậy, thấy con cầm cầm đá trọi nó tự nhiên không ghét nữa, trong khi nó không có làm gì đâu. Cái đó có làm mình nói đây là định nghĩa với âm sanh sử dụng rắn là ví dụ lấy con rắn cái gì giác đây người tập nữa thấy nó đập con ghê thế gọi là định nghĩa với cái động lực sanh đó. Còn thật sự ra mình đập con rắn là mình sai đó. Cũng không có làm mình đâu mình đập đó.
Chứ nó cắn mình hay lắm đó. Trời ơi, đẹp không? Chứ nó vừa cắn mình hay lắm. Nó đập mình xíu rồi. Còn cái trường hợp con rắn mà nó đang bắt con nhái, mình tập con rắn để cứu con nhái, có tội không? Có chứ. Đập nó là trời. Tội không? Có không? Tội với con rắn. Quan trái tụi nó. Con quan trái thì nghĩ gì? Nó biết gì là quan trái. Cũng làm như con rắn như con người biết quan trái. Cái đó là thiện đó, chứ không phải là bất thiện đâu. Ngài cho cái trái vậy. Nhưng mà cái sa môn gia hiểu đó, đợi này.
về sư thấy con, sư thấy con nắng con lên tóc không ngồi một tới một tôi mà lên cái cành pháp cứ khoe cành lung nó thấy này thấy kia thấy mình lọn cào cào đó thì bọn tưởng rồi câu thứ ba là câu định nghĩa chết không phần cách đây là trường hợp là thấy Huh?
Khi độ định nghĩa chấm dứt, trải qua hàng ngàn khổ phần sinh khởi, tiếp theo là độ định danh, định sắc. Như sông núi ao hồ người sông núi ao hồ không ạ, dám lộ định danh cũng có ba trường hợp giống như lộ định nghĩa, chẳng đến đây là kết thúc một quy trình của lộ ý nói tiếp lộ nhãn môn. Lộ ý nói tiếp lộ nhãn môn với 16 trường hợp đã giải. Bồ Tát khi mà được phật ký rồi nha, là không bao giờ ngài nói dối mà gây khổ hại. Cái ngày cũng có nói dối nhưng mà không gây khổ hại. Còn mà sát sanh trộm cắp tà dâm uống rượu ngài cũng có. Nhưng mà nói dối không hại mà diễn tướng thường xuyên biết nó có thành có hại. Nói chứ, cho nên chúc là nói cái chuyện mà chú Lâm rồi đó, để sau này bị lẫn chứ. Rồi, thôi nghỉ đi.